Visa đầu tư E1 là gì? Visa đầu tư E1 là gì? Visa đầu tư E1 là một loại visa cấp cho các nhà quản lý, điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn sang Mỹ để làm việc cho công ty chi nhánh hoặc công ty con của một công ty tại Việt Nam. Người được chuyển qua Mỹ làm việc thường là chủ của các doanh nghiệp nên thường được gọi là visa đầu tư. Tuy nhiên, visa này có thể được cấp cho quản lý của công ty. Có hai loại visa E1. E1A dành cho các nhà quản lý, điều hành cấp cao, những người được chuyển sang làm việc cho chi nhánh hoặc công ty con tại Mỹ, hoặc sang Mỹ với mục đích mở văn phòng mới. E1B dành cho các nhân viên có kỹ năng đặc biệt hoặc kiến thức chuyên môn. Tại sao nên đi Mỹ bằng visa đầu tư E1? Thời gian xin visa đầu tư E1 nhanh chóng, khoảng 2 đến 5 tháng, làm gấp thì khoảng 2 đến 6 tuần là có visa. Đóng thêm phí làm gấp cho USCIS là 2.500 đô. Cả gia đình, vợ, chồng và con độc thân dưới 21 tuổi có thể đi theo sang sinh sống và hưởng quyền lợi từ nước Mỹ, bao gồm học trung học miễn phí. Visa đầu tư E1 cho phép ở lại Mỹ tối đa là 7 năm, E1B là 5 năm. Sau khi có visa đầu tư E1A và sang Mỹ hoạt động kinh doanh trên 1 năm, có thể xin thẻ xanh theo diện đầu tư định cư EB1C, thẻ xanh được cấp sẽ là thẻ xanh vĩnh viễn. Điều kiện xin visa đầu tư E1. Đối với doanh nghiệp, công ty Việt Nam và công ty Mỹ phải là một công ty, tức là phải cùng một chủ sở hữu hoặc một nhóm người sở hữu, cổ phần ít nhất phải là 51%. Công ty Việt Nam và công ty Mỹ phải đang hoạt động kinh doanh. Đối với đương đơn xin visa đầu tư E1, người quản lý, điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn phải làm việc cho công ty Việt Nam ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn. Người này sang Mỹ phải làm cùng chức vụ là quản lý, điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn. Như thế nào là một quản lý, điều hành cấp cao? Giữ chức vụ quản lý một công ty hoặc một bộ phận quan trọng trong công ty. Công việc hàng ngày phải đúng bản chất của một quản lý điều hành cấp cao, chẳng hạn như hoạch định chiến lược kinh doanh, chính sách công ty, được quyền mướn người, đổi người, lên kế hoạch quảng cáo, tiếp thị, quản lý, điều hành ít nhất 2 lớp nhân viên. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.